300 khách được mọi người. Đẹp lắm nha mọi người. Cái đó mình lặt bỏ ha chú. Lặt đặng lấy cho chèo khác cho lên nhiều. Dạ. Cái sắc pháo này là thời gian nó bao lâu nó ra hoa chú? Ra hoa thì khoảng chừng 15 ngày. À nhanh ha. Rồi chú đang chăm sóc á. Quá đẹp rồi mọi người ơi. Ngoài sao nhái màu cam nha, cam lửa nha mọi người. Rất chi là đẹp nha mọi người. À, đây có mình có một trái tim hoa dừa và hoa sắc pháo rất là đẹp nha mọi người. Khá đẹp nha cô chú. Cảnh rất là đẹp nha cô chú. Hoa ơi rất là nhiều hoa. Cô quá đẹp rồi. Quá đẹp thiệt. Tươi vậy. Sao nhái với hoa dừa nó mà gộ một cái là rất chi là đẹp. Chào cô chú anh chị, rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị với một video clip mới nha. Ngày hôm nay mình đang đến là tổ sản xuất và cung cấp hoa kiển Sa Đéc nha cô chú. Hiện tại địa điểm này đang rất là hot cho dịp lễ festival hoa tới đây nha cô chú. Rồi hiện tại mình đang đứng trước cửa cổng tổ sản xuất và cung cấp hoa kiển nè. Họ đang trưng bày những cái cổng hoa rất là đẹp nha cô chú. Hiện tại bà con đang đi du lịch rất là nhiều nha, tham quan rất là nhiều nha mọi người. Không, cái mặt cái xe đã kế bên cô. Đó, cô chú thấy không? Dạ dạ, cảm ơn cô. Cổng hoa được trang trí rất là đẹp nha, để mừng lễ festival hoa đó nghe cô chú. Ở đây mình có quay một lần rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đã có thêm những cái chậu hoa được trang trí cổng hoa rất là đẹp nè cô chú ơi. Đó. Thấy đẹp không? Nhiệt liệt chào mừng festival hoa. Nhiệt liệt chào mừng festival hoa kiển thành phố Sa Đéc lần thứ. Nhiệt liệt chào mừng festival hoa kiển thành phố Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023, khát vọng phương xa. Rất là đẹp mọi người ơi. Bà con đến đây ngắm hoa rất là nhiều nha mọi người. Cái cổng quá đẹp rồi. Cổng được làm từ cây chuối. Nó cho nó có hai buồng chuối đó cô chú. Có hai con rồng. Hai con rồng được làm từ những quả thơm nha cô chú. À, bên đây là những chậu hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc nè cô chú ơi. Đó, mọi người thấy bên đó đang rất là đông không? Khách du lịch đến check in rất là nhiều nha mọi người. Đây, để mình quay qua bên đây. Ở phía cổng bên đây nè, nhìn cũng đẹp nha. Đó. Tình đất tình hoa nha mọi người. Chủ đề của festival hoa kiển Sa Đéc năm 2023 này là tình đất tình hoa đó. Nè mọi người thấy trang trí rất là đẹp không? Những chiếc xuồng xuồng này xuồng bằng kim loại nha. Được trang trí hoa thọ nè. Hoa sắc pháo. Đây, quay qua đây, cận cảnh bên đây.
có được những cũng đang được trang trí những cái con đường hoa rất là đẹp nha. Khách du lịch đến rất là đông nha cô chú, đến để check in thôi ạ. Quá đẹp rồi mọi người ơi. Không thể che vào đâu được hết á. Để mình quay, quay chánh diện cho cô chú xem luôn nha. Hai con rồng quá đẹp mà mọi người ơi. Xung quanh đó là hai những cái tháp hoa rất là đẹp nha. Cúc mâm xoay Hàn Quốc đó mọi người, quá đẹp rồi. Khách hiện tại đang vô trong rất nhiều, để mình quay cảnh ở phía ngoài chút xíu đi, rồi mình đi vô trong quay cho cô chú xem nha. Đây nè, dài lại tuốt gần đó đó. Đó, cô chú nhìn thấy cái hai con đường hoa, hai bên con đường hoa không? Để một lát mình đi dạo vòng vòng mình quay cho cô chú xem nha. Trời ơi đẹp nè. Xung quanh là được làm từ những chiếc rào nè cô chú ơi. Được trang trí bằng hoa dạ anh Thảo nha cô chú. Đẹp lắm nha mọi người. Oh, quá đẹp. Ôi xung quanh nè, quá trời đẹp cô chú ơi. Nhiên chậu vậy cô. Vậy hả? Gì là 200, chắc Tết không được 200 đâu nha, tới Tết hơn à. Ồ bữa nay cúc bông sơn chậu 200 đó. Tết là vô giá à. Đang hot phải không anh? Này ông chủ vườn ổng tặng. Dạ hả? Wow, bà con đến đây check in nhiều quá. Bữa nay còn hoa cũng rất là nhiều nha mọi người. Đã vận chuyển ra công viên Sedex rồi đó, nhưng mà cũng còn rất là nhiều nha. Ủa bữa nay bung ra nè. Bữa nay là ở ngoài nắng luôn đó nha cô chú. Bữa hổm là có cái dàn lưới bên trên. Bà con đến check in rất là nhiều nha mọi người. Ở đây có mấy chị gái áo hồng cũng như là áo đỏ áo vàng đang chụp hình rất là xinh nha cô chú. Sáng không cơ? Đặc biệt là hai chị gái mang kính nè à. Kính đen đẹp quá. Đẹp chưa? Này cho chị em qua chỗ này. Da nắng cũng đẹp mà. Để cho em một cái nón. Phía bên đây là hoa sắc pháo nha mọi người. Hot quá, hot cô chú ơi. Rồi, em đi qua cái đây rồi chụp. Để em đi qua cái chụp. Mấy chị đến check in rất là nhiều nha. Để em quay cận cảnh phía ngoài nha cô chú. Đây đây. Mình đang đứng phía trong là mình quay ra nha.
rồi chưa, chụp đi, chụp đi. Bây giờ là bây giờ em sẽ quay cho chị. Bây giờ là chị đi về trong gian, em cũng đi về dài trong gian lên cũng lui lại. Không? Mình qua đi thì bây giờ em đang về chị. Lên qua đâu mà mọi người ơi. Để mình đi qua đây. Bên đây có một đóa hoa hồng. Wow. Bên đây có một hàng hoa hồng rất là đẹp cô chú ơi. Rất chi là đẹp nha mọi người. Phía xa này quá đẹp rồi. Đâu ở trần nhà đường Hùng Vương, đường Nguyễn Du á, đường học Nguyễn Du á. Quá đẹp cô chú ơi. Quá sắc sảo. Đẹp lắm nha cô chú. Quá sắc sảo rồi. Hoa sao nhái nha mọi người. Wow. Con đường hoa đằng này đây nè. Có một dãy hoa sao nhái rất là đẹp nha. Đây là hoa dừa cạn nha mọi người. Một rừng hoa dừa cạn luôn. Thả tim đi, thả tim đi em bé. Rồi, ngồi đây đẹp nè em bé nhỏ, đây nè. Nó muốn ngồi đó rồi. Thấy cưng quá. Đúng rồi.
rừng hoa luôn cô chú ơi. Quá đẹp rồi mọi người ơi. Đây là phía trên dàn kệ của những hoa dừa cạn này cô chú. Có một số chị đang vô những chọi vô đất để trồng hoa nha. Hiện tại có một số cô làm đang chuẩn bị đất trồng hoa. Cái này là mình trồng Tết Nguyên Đán hả chị? À, cái dân thợ trồng Tết Nguyên Đán là từ lúc mà mình gieo hạt đến ra bông nó là bao nhiêu? Tháng ngoài là ra bông mà. Tháng mấy hả? Ừ. Đó là trồng kỹ thuật cái nha. Là cái này là đó là những cọt khác gì chị? Có một số cô đang chuẩn bị đất để trồng hoa thọ cho chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán nha cô chú. Cái này là trộn chấu gì chị? Chấu phần gươm, gươm ủ một quá hả cô? À, một chậu vậy là mình trồng được mấy cây? Vậy là một chậu là 3 cây. Các cô đang xuống giống hoa nha cô chú. Xuống giống không bao nhận họ cho Tết Nguyên Đán nha. Rất chi đẹp nha cô chú. Hoa sào nhái màu sắc rất là rực rỡ nha. Quá trong khách được mọi người, đẹp lắm nha mọi người. Đẹp lắm nha mọi người. Hoa sao nhái màu sắc rất là sắc sảo nha.
rất chi là đẹp cô chú ơi. Màu sắc hôm nay cái mái che bằng lưới thế này là người ta đã gỡ ra rồi để cho khách vô check in, nắng vô rất là đẹp, mà hoa rất là tươi rối nha cô chú, sáng ánh sáng tự nhiên rất là đẹp luôn nha. Ngày hôm nay nắng cũng không có nắng gì quá, trời rất là đẹp nha mọi người. Cái cảnh cô chú đang check in rất là hot luôn, các bạn trẻ đâu nè. Cảnh rất là đẹp nha cô chú. Hoa ơi rất là nhiều hoa. Thấy cô chú thấy những thảm hoa không? Những đường dài hoa không? Rất là đẹp nha mọi người. Xanh đỏ sắc màu sắc quá tươi vậy. Sao nhái với hoa dừa nó mà gộ một cái là rất chi là đẹp. Check in có nhiều màu sắc rất là rực rỡ nha cô chú, không gian hoa rất là đẹp. Đẹp cô chú ơi. Nè nè làm đi. Tôi mẫu tôi không chịu nắng mà mấy người.
quá đẹp cô chú ơi. Cô quá đẹp ơi. Quá đẹp thiệt. Ôi trời ơi. Để mình đi lên đường nha cô chú. Ôi trời ơi. Quá đẹp luôn ơi. Rồi. Hiện tại đang có một đoàn khách du lịch đang đi vào tiếp tục nha cô chú. Ủa chị đây hay vậy? Ủa chị đây hay vậy? Có một đoàn du lịch đang đi vào. Quá đẹp rồi mọi người. Đang có một chiếc xe 24 chỗ vô nè. Dạ rồi, anh chị ơi, mình sắp hàng ở trước, mình xếp thêm một hàng ở trước cả hàng ngang, hai hàng ngang đi. Dạ rồi. Ủa, như cũ đi, đúng rồi, ngồi đi. Có một đoàn khách du lịch đang đến check in trước cổng này nghe cô chú. Quá đẹp rồi. Cô chú ơi, bây giờ mình đã đi ra phía ngoài con đường hoa nha. Bây giờ mình đi quay cận cảnh con đường cho cô chú xem nha. Hai bên con đường nè. Đó, cô chú thấy không? Trang trí rất là đẹp nha cô chú. Hoa sao nhái cái màu sắc nó quá đẹp rồi mọi người ơi. Đây là có những tiêu cảnh thọ. Hoa dừa cạn. Hoa sắc pháo. Ok. Hoa sao nhái của chú. Rồi dài. Dài tới đằng đó nha mọi người. Rồi để mình đi lên đó quay cho mọi người xem nha. Đang chuẩn bị vô trồng cái gì ông chú? Trồng đẹp quá. Hai cô chú đang làm. Ê hey, mọi người ơi, hiện tại ở khu vực này, con đường này có một hai bên là tiểu cảnh hoa rất là đẹp nè cô chú. Người Sa Đéc đắm tình đắc tình hoa. Wow, những chiếc chôm chóng quay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quá đẹp rồi. Đây là những cái tiểu cảnh hoa để trưng bày cho lễ festival hoa đó nha. Trưng bày như vậy để khách phương xa có đến check in thì check in làm kỷ niệm nha cô chú. Phía trên thành cống này á, bà con cũng trưng bày những cái nơm, những cái lập cá đậm chất miền Tây nha cô chú. Cô chú thấy không? Quá đẹp rồi mọi người ơi. Hey. Những cái tiểu cảnh hoa nè mọi người.
khá đẹp nha cô chú. Những giỏ hoa những chiếc chập chống khi mà gió lên nó ba nó quay rất là đẹp. Đảng bộ chính quyền nhân dân phường An Hòa chào mừng festival hoa kiển sa đéc lần thứ nhất năm 2023. Đây những bản cổng chào rất là đẹp nha cô chú. Có những hàng hoa sắc pháo nè. À, đây có mình có một trái tim hoa dừa và hoa sắc pháo rất là đẹp nha mọi người. Phía bên đường bên đây cũng có một tiểu cảnh hoa nè, và những cái chiếc chim trống bay rất là đẹp nha cô chú. Những chiếc chim trống quay rất là đẹp nha cô chú. Có một số chấm màu vàng đó, đó là hình con sao đó nha mọi người. Tượng cho cái này là những chiếc chấm này tượng trưng cho cờ đỏ sao vàng của Việt Nam mình đó nha cô chú. Đây. Cô chú thấy rõ cờ đỏ sao vàng nha. Những chiếc chấm đó là ngôi sao đó. Tiểu cảnh rất kia đẹp nha mọi người. Lễ festival hoa năm nay là lần đầu tiên luôn đấy nha cô chú. Được tổ chức tại làng hoa Sa Đéc nha. Được dàn dựng một cách rất là long trọng. Phía khu vực này cũng là những tiểu cảnh hoa khá đẹp nha cô chú. Rồi để mình đi dài lại con đường đi là ngắn nha cô chú, để cho cũ nha.
có hình trái tim rất là đẹp nha mọi người. Rồi mình đi tiếp tục nha cô chú. Đây là những con đường hoa, quay cảnh cảnh luôn, cô chú xem nha. Rồi tại nơi đây cũng có một số hoa này cô chú, đang còn nằm trên kệ nha, cũng của nhà vườn đó, nhưng mà cái này là chưa đem lên chân nha cô chú. Một thảm hoa rất là lớn nha, hoa sao nhái đủ màu, hoa dừa cạn đủ màu nha cô chú, rất chi là đẹp nha mọi người. Có những con ong hút mặt nè, có mọi người thấy không, có chú ong đang hút mặt nè cô chú. Rồi bên đây là một thảm hoa sắc pháo, một thảm hoa sắc pháo nha cô chú. Khi mà họ cho nhà vườn chắc lại gần gần với nhau anh, rất chi là đẹp, hoa nhiều hơn lá nữa cô chú ơi. Đây là có một chú đang chuẩn bị chăm sóc hoa nha. Cái đó mình lặt bỏ ha chú. Dạ. Cái sắc pháo này là thời gian nó bao lâu nó ra hoa chú? Ra hoa thì khoảng chừng 15 ngày. À, nhanh ha. Rồi mình phải ngắt 2 3 lần vậy để cho cái cây nó bự ra. Dạ. Ngắt 1 thì nó lên 2 3 chèo khác. Cái này cái cây nó tròn nó lớn bán được bán. Ồ, hiện tại có một chú này đang chăm sóc hoa sắc pháo nha, lặt những bông hoa đó nha. Chờ cho nó đủ độ tuổi thì nó phát ra xum xê rồi mới đem ra bán nha cô chú. Cái chỗ đó chỗ cầu sắt năm nào cũng chưa mừng là cậu có đi. Quá trời luôn mà cậu không. Đâu nhái có nhiêu đâu. Cái quanh cái chuồng quân đó thì nhà vườn người ta đang trồng á cô chú, đang chăm sóc á. Mấy ngày này cũng chỉ là cực nha mọi người. Mày có thưởng mà.
như là có thưởng đó. Như là mày hốt. Quay cận cảnh rất là đẹp nha mọi người. Hoa sao nhái đó nha mọi người. Cận cảnh màu sắc rất là tươi nha. Đây là màu cam lửa nha cô chú. Ta mượn có 7 mày 6 bao rồi, giờ chừng nữa kia nó trả 7 mà đi rồi ta trả 3 bao nữa. Quá đẹp rồi mọi người ơi. Mà sao nhái màu cam nha, cam lửa nha mọi người. Đây là cảnh cảnh cúc mâm xôi vàng truyền thống nha, vàng chanh truyền thống nha cô chú. Nói chung là màu sắc này á, màu vàng này á cũng rất chi là đẹp. Nhưng mà tại vì đang hot cái màu tím, cúc mâm xôi màu tím á nha cô chú. Chứ màu vàng này rất là tươi nha. Vàng chanh nha cô chú. Đây, để mình quay cận cảnh lại một lần cái cổng chào nghe cô chú. Cổng này trang trí rất là đẹp nha, của nhà vườn làm đó. Quay cận cảnh cho cô chú xem một lần nữa nha. Ờ, cô chú thấy hoa đẹp và thấy vui cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nghe cô chú. Quá đẹp mọi người ơi, cổng rất chi là đẹp.